Ông Tạ Thanh Tùng có hơn 10 năm trồng hoa tại làng hoa kiển Bà Bộ cho biết, cũng như mọi năm, ông Tùng xuống giống hoa từ tháng 6 âm lịch. Các giống hoa chủ yếu tại vườn gồm cúc đại đoá, cát tường, cúc mâm xôi Hàn Quốc và cúc mâm xôi truyền thống. Tuy nhiên, số lượng chậu năm nay giảm xuống chỉ còn 2.000 chậu, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Nguyên do vì thời tiết mưa bão cũng như chi phí vật tư tăng cao. Hôm nay thời tiết ảnh hưởng nhiều lắm. Mưa nhiều mà mưa bất thường, mưa lớn. Không phải như mấy năm trước. Năm trước có mưa, có nắng. Thì bây giờ lựa mấy cái loại phân nào thích hợp thì đưa vô. Phân thuốc nào khác phải đổi phân lại, thuốc lại. Chứ đổi quy trình chăm sóc lại. Lợi nhuận chắc cũng không cao hơn. Bởi vì chi phí phân thuốc quá mắc. Lên cao hơn mấy năm trước. Hộ ông Nguyễn Văn Bảy cũng chuẩn bị hơn 1.000 chậu hoa Tết với đa dạng nhiều loại hoa khác nhau. Ông cho biết không trồng quá nhiều vào một loại bởi lo lắng hoa khó đạt năng suất và thị trường tiêu thụ chậm, giá cả bấp bênh. Hiện giờ là cúc mâm xôi, cúc đài loan và cát tường. Còn trồng thêm nữa là giảng thọ, sao băng, hướng dương, dạ lan, còn 4-5 loại nữa. Là cái dịp Tết á, nhưng mà chú trồng thì mỗi một thứ thì ít hai thứ gần 100 ngoài 200, nhiều nhất là cát tường đó là 400. Bị cái lúc này là lúc cây sắp sửa ra bông mà bị mưa bão á, thành ra thời tiết nó nắng ít, bông ra mà là nó trễ đó. Để có chậu hoa Tết rực rỡ, ngoài giống cây tốt còn có sự vất vả lo toan của người trồng. Nhà vườn tại làng hoa kiển Bà Bộ đều hy vọng thời tiết cuối năm thuận lợi để hoa nở đẹp, bán được giá, giúp cho bà con có một cái Tết ấm no.